Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện gắn với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, mưa dầm thấm lâu, cầm tay chỉ việc nhằm khơi dậy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân tộc thiểu số. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy APEC tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững trong sáng ngày 3 tháng 5. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy APEC, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn đồng chủ trì hội nghị. Sau 3 năm triển khai, cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, đã thực sự đi vào cuộc sống và được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện. Trong đó, gần 75% hộ người dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo, thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục, tự lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Hơn 62% hộ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thời tiết thổ nhưỡng của địa phương để phát triển kinh tế. Khoảng 54% hộ người dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo có mức thu nhập cao hơn mức thu nhập trung bình của người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Các cấp ngành địa phương, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể hỗ trợ xây dựng, thực hiện 866 mô hình làm kinh tế, cải tạo vườn tạp với tổng kinh phí huy động trên 96 tỷ đồng. Trong đó có 5 mô hình điểm cấp tỉnh. Đến cuối năm 2023, hơn 8.000 hộ người dân tộc thiểu số thoát nghèo và thoát nghèo bền vững, vượt chỉ tiêu đề ra. Qua đó, đời sống vật chất tinh thần của người dân, diện mạo nông thôn, vùng dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên, việc triển khai cuộc vận động ở một số địa phương còn hình thức, chưa chú trọng đến công tác xây dựng mô hình điểm. Một bộ phận người dân tộc thiểu số chưa có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa phát huy hiệu quả diện tích đất và các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy APEC đề nghị các cấp ngành, nhất là người đứng đầu, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục tuyên truyền quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 08 về chủ trương triển khai cuộc vận động, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững, gắn với xây dựng thôn làng nông thôn mới. Tuyên truyền vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội trong quá trình triển khai và tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua gắn với xây dựng mô hình dân vận khéo tại các thôn làng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện cuộc vận động trên địa bàn tỉnh, đánh giá kết quả và biểu dương nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả để cuộc vận động đạt kết quả thực chất. Xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi tổ chức cá nhân, cán bộ đảng viên tại cơ sở và địa bàn dân cư nơi có đông người dân tộc thiểu số sinh sống. Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, phân công cán bộ, đảng viên, cộng tác viên, cá nhân tiêu biểu trực tiếp tuyên truyền, vận động và tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số để lựa chọn mô hình, cách thức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để vươn lên thoát nghèo bền vững với phương châm phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra tận nương rẫy, vườn của đồng bào dân tộc thiểu số, mưa dầm thấm lâu, cầm tay chỉ việc, nhằm khơi dậy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân dịp này, hội nghị trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 36 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện cuộc vận động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023.